Bí quyết sông hơi thải độc bằng lá đinh lăng giúp da mình đẹp bất chấp nắng nóng, bụi bẩn. Dưỡng da thôi chưa đủ, cô nàng Lê Tuyết, sinh năm 1994, sống tại Hà Nội. Luôn ý thức được việc luôn làm sạch da, để luôn có một làn da mịn màng, trắng sáng không tì vết md vn Nàng chính ít chia sẻ, cô là người rất chú trọng dưỡng da, thường xuyên đắp mặt nạ dưỡng ẩm, dưỡng trắng. Tuy nhiên, làn da vẫn xuất hiện mụn ẩn, thi thoảng còn lên mụn bọc. Lan da có trắng nhưng không được mịn màng, khỏe khoắn. Mình nghĩ, chắc chắn có vấn đề nào đó trong khâu chăm sóc da mà mình đã bỏ quên, hoặc chăm sóc chưa đúng. Mãi sau này, khi tìm hiểu, trau dồi kiến thức làm đẹp mình mới biết, hóa ra mình rất ít tẩy trang, và gần như chưa bao giờ thải độc cho da. Điều đó khiến da bị bít tắc, lâu dần chất bẩn. Chất độc bị tích trữ khiến da không thông thoáng cả hấp thu dưỡng chất kém hiệu quả. Lê Tuyết cho hay. Ba mẹ một con chia sẻ thêm sống trong một môi trường mà chỉ hít không khí thôi cũng nổi bụng, thì nhất định cần phải biết cách chăm sóc da chỉnh chu hơn bao giờ hết. Trong khi đó, da mặt là vùng phải thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, mỹ phẩm. Mặc dù chúng ta luôn rửa mặt hàng ngày, nhưng không thể tẩy sạch được độc tố ăn sâu dưới lỗ chân lông. Lâu ngày, những độc tố đó sẽ tích tụ dưới da, làm cho da bị xỉn màu, gây mụn, tích nước. Cô nàng ý thức được rằng thải độc da là một trong những bước chăm sóc da rất quan trọng ảnh NVCC. Sau khi thực hiện thải độc da thường xuyên, Lê Tuyết nhận ra rằng thải độc da, hay còn gọi là detox, có vai trò vô cùng quan trọng. Thao tác này sẽ loại bỏ độc tố ẩn dưới da, thanh lọc làn da, giúp thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, giúp da luôn căng mịn, khỏe mạnh và hồng hào. Chính ít Hà Thành cho biết thêm, có rất nhiều phương pháp thải độc da. Mỗi phương pháp lại có những ưu điểm và phù hợp với từng thể trạng của từng người. Riêng bản thân cô chọn cách sông mặt thải độc da với lá đinh lăng, xả và chanh, những nguyên liệu thiên nhiên rất lành mạnh và cực kỳ hiệu quả. Tuần nào mình cũng tiến hành thải độc hai, ba lần, mỗi lần sông mặt cảm giác vô cùng dễ chịu khoan khoái. Mình nhận thấy rõ rệt da đẹp lên trong thấy, hấp thụ dưỡng chất hiệu quả nên da căng bóng hơn, trẻ trung hơn khiến mình tự tin hơn rất nhiều, thậm chí những vết thâm, nám mờ mờ cũng biến mất hẳn. Lê Tuyết chia sẻ cách làm hỗn hợp xông hơi thải độc bằng lá đinh lăng, chanh, sả nguyên liệu một quả chanh một nắm lá đinh lăng ba bốn củ sả đầu tiên với sả bạn cắt bỏ phần gốc và loại bỏ các phần vỏ bên ngoài của sả tiếp đó chẻ nhỏ sả ra mục đích của việc này để các tinh chất trong sả được tiết ra hết cùng với nước như vậy hiệu quả thu được càng cao hơn với chanh bạn thái thành từng lát mỏng là được lưu ý sẽ sử dụng cả vỏ chanh bây giờ bạn chuẩn bị một cái nồi và rửa sạch, rồi cho lá đinh lăng vào. Tiếp theo, cho một lớp sả và chanh lên trên. Tiếp theo, đổ một chút nước xăm sắp các nguyên liệu, rồi đun sôi trong vòng từ 3 đến 5 phút. Khi nguyên liệu sôi rồi, bạn đổ ra một chiếc bát tô để chúng ta tiến hành xông mặt. Mình cũng lưu ý rằng không nên úp sát mặt vào trong bát nước để tránh trường hợp da bị bỏng hơi nước. Sau khi xông hơi xong rồi, mình rửa mặt lại bằng nước lạnh để làm xe kích lỗ chân lông. Cuối cùng mình thoa lên mặt một lớp nước hoa hồng. Một tuần, chỉ cần thực hiện ngày 2 tháng 3 lần là đủ để có một làn da sạch, sáng, khỏe, lê tiết hướng dẫn. Chị em phụ nữ thường có câu nói rằng, nhất dáng, nhị da. Nếu chưa có một vóc dáng đẹp thì nhất định phải có một làn da đẹp. Muốn vậy, trước tiên phải có một làn da sạch với cách làm vô cùng đơn giản trĩnh. Chị em có thể tham khảo cách làm của cô nàng Lê Tiết nhé.